Nguyệt Đô. Căn nhà chú ạ. Đợt này đi làm và con đã thấu hiểu khi mà chú nói là những cái người tu càng nhanh và càng bị nhiễm trượt nhiều, con đã thấm thía rồi đấy. Và nó đã rất đúng. Thăm thuyền sao? Đi làm nói chung cứ tiếp xúc với mọi người xung quanh mà kể cả là họ không có đến gần mình mà cũng cảm giác như là mấy con chuột nó cứ bay, nó cứ lột nhột, nó cứ chạy chạy ở trong người mình. Mà cũng đi ra ngoài không tu tiến nhanh bằng cái hồi ngày xưa khi mà lockdown bị ở nhà. Ừ, đúng rồi. Sao anh nay muốn hát cái gì? Chú bá nhớ gì đâu, quên đâu. Vậy thì con có thể hát bài hát Imagine của John Lennon. Thì bà có thể Hả? thì bà Giờ có muốn thể thật thì thì để nhạc đi, có nhạc đó tại vì con chỉ có một máy phone thôi, có thể không? bạn đạo nào có thể bật nhạc bài đó. Biết người ta có nhạc bài đó không? Nguyệt có bài đó không? Bài tên gì Nguyệt? Dạ, bài tên là Imagine ạ. Imagine Imagine của của John Lennon đó mà. Dẫn cái hình lên đấy. Bữa nay Nguyệt muốn có biết coi coi ông tổ tổ bài hát bài Imagine hai gì dạy Nguyệt hát hả? dạ vâng. Muốn hát thử cho biết. Muốn muốn John Lennon hát hả? Trong lên anh có mình có thể Ok, giờ mở nhạc nha. chưa dạ chưa dạ mình hả? Tại để sao dạ nói sao mình có thể kết nối với trong lên anh được ạ? tưởng sao không tiếp. Dạ vâng, con cũng rất muốn thử. Ngồi đó ta tỉnh rồi thử hát. John Lennon now. Để nhạc nghe Billy. Không nghe hả chú? Chưa nghe. Ủa, sao giờ là chờ con chút? Không mở nãy giờ. Dạ, anh có thật thể bật tông nữ được không ạ? À, chờ chút chị. Nghe chưa Chưa nghe, để cái máy ngay cái microphone đó nghe à, bật từ điện thoại đó. À, chắc con mở bằng laptop luôn, không có nghe sao, chờ con tí. Để cái máy, nếu mở nhạc từ laptop thì để cái máy điện thoại gần cái laptop đó. Rồi, có liền, chờ chút. Chưa.
Nghe không chú? Nghe. Nghe không có rõ nhưng mà nghe được. Imagine there's no heaven. It is if you try. No hell below us. Go for soul. Không có nghe rõ nhạc lắm. Không nghe rõ nhạc. Được rồi. Thì con thử sao Nguyệt hát, Nguyệt thấy làm sao? Nó khá là lạ lạ. Thấy nó trôi vậy hả? Dạ vâng, thấy nó trôi mà cảm giác người mình không có cảm giác nữa. Mà cái cơ thể cảm giác như cơ thể nó cứ tự hoạt động vậy. Đúng rồi. Ok, để nhạc lại rồi hát lại. Hát vậy hát. Nguyệt hát đúng. Nãy Nguyệt bắt đầu hát là có điển chiếu xuống liền. Hay lắm. Chờ nha, chờ 30 giây nha. Kết nối cái Nguyệt đây muốn hát cái bản cái bài là Imagine của John Lennon. John Lennon là cái ban nhạc của ban Beatles của bên Anh hồi xưa nổi tiếng. Cái hồi mà Nga với Ukraine họ đánh nhau, con cứ nghe bài này con thấy tại sao con người ác vậy mà họ cứ chỉ vì tranh chấp những cái nhỏ nhặt mà giết bao nhiêu mạng người. Tự nhiên thấy rất là cảm động. Cho thấy là người mình ngu á. Ngu giết người ta mà không có biết cái không có cảm động, không có biết gì hết. Giết để thỏa mãn cái bản ngã của mình, cái tâm hồn ngu, bảo đảm sẽ bị xuống địa ngục chắc chắn, không có cảm nhận cái, không có biết tình thương là gì. Ok. Lại nha. It's easy if you try. No hell below us. Above a starry sky. Imagine there's no heaven. Live life in peace. You imagine there's no country. It's easy if you try. No, kill or die for. Imagine there's no. Sorry, con không nhớ lời nữa. Bỗng nhiên đoạn này bị quên mất. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us. And the world will be as one.
nhưng cái nhạc nó bị nhỏ lại. Nhiều bạn nãy khi mà con hát không biết làm sao mà ở xung quanh nhà những cái từ trường nó mạnh quá hay sao mà nó cứ kêu rắc rắc đó, mà thấy nó có mình bật ra ngoài á. Bây giờ để sửa cái nhạc lại đi rồi cho rõ lại rồi, lát nữa hát lại, ok. Dạ vâng, dạ vâng. Có ai bây giờ Nguyệt có cái bài nhạc đó không, gửi gửi qua gửi qua Telegram đi rồi chú Bá để cho. Dạ. Ok, bây giờ trong khi chờ đợi có ai muốn nói chuyện gì không? Chú à. Ừ. Khi con khi mà thở chứng minh Dung. Mình lỡ mình ngủ là có khác với là cái việc mà mình ngủ bình thường Dung. Khác. Khi mình thở chứng minh mình quên, mình ngủ quên đó. Nhưng mà cái vía nó cũng vẫn thở, nó cũng vẫn giải trượt à. Thở lúc đó cái bụng nó cũng hít vô, hít ra nhẹ. Mà mặc dù mình quên nhưng mà nó cũng thở. Nó cảm thấy vậy không? Không, nha, cũng ngủ quậy luôn. Nửa nhẹ đó rồi, vừa mình vừa thở, vừa ngủ, vừa thở. Dạ. Có ai thắc mắc câu hỏi, đặt câu hỏi về vụ của Nguyệt hát hồi nãy không? Chú Ba. Hả? Chú, hồi nãy con chủ ý định. Hồi nãy con chủ ý định đào, con thấy cái điện nó bùng bùng theo cái âm điệu của nhạc như vậy, có đúng không chú? Đúng. Nghe cái thật sự ra mình cảm thấy cái điển nó bung bung theo cái âm điệu đó, là cái chấn động nó chiếu xuống đó. Nó từng à. nốt nhạc nó chiếu xuống chứ. Hay không? Tôi thấy cái điều như thấy cái bài nhạc đó mà ở trong tâm linh là nó có những cái chấn động của cái bài nhạc đó, nó có cái chấn động là nó bùng, ví dụ như nó bùng mà cái âm thanh mà nó dời, nó bùng dời hẳn hát là nó hát giống như ở trên cái những cái bài nhạc mà nó có cái chấn động mà nó lờm ở trong cái bài nhạc đó y như vậy chứ. Chứ sao, cho thấy là trong cõi tâm linh là có hết, muốn gì có đó, cho nên mấy cái người mà nhạc sĩ hay đó, người ta sáng tác nhạc hay đó là cái người ta nhẹ lắm, du dương nhẹ lắm, cho nên khi người ta sáng tác cái bên trên chiếu xuống thì họ cảm nhận. Nếu mà họ không tu, họ không biết cái gì, nhưng mà tự nhiên họ có những cái tư tưởng, những cái du dương, họ tạo thành ra cái bài nhạc. Họ tưởng là họ hay, chứ thật sự ra họ đâu có làm gì đâu. Mình tên chiếu xuống rồi họ làm thôi, chứ họ đâu có làm gì đâu. Nhưng mà họ tưởng họ làm. Chú Ba ơi. Ừ. Cho con hỏi á, mà như lúc hồi nãy chú nói lúc mà người có bầu á, có cái điện của mình chiếu xuống, lúc đẻ có điện mẹ chiếu á, lúc đó rung hơi người trên cái đầu. Cái đó là có điện hay là sao chú? Rồi đúng rồi, có điện á, lúc nói ngay lúc đó là điện mẹ đó, Phật mẹ chiếu xuống. Chú Bá nói, chú Bá nhắc tới là có. Rồi như coi cho con hỏi như đây bây giờ như các bạn đạo á, mà còn cúng theo kinh của mẹ đó, như ngày nào là cúng tốt nhất của mẹ chú? Ngày Mậu á, trong kinh của mẹ có để ngày Mậu á. Thật sự ra đó, mình nếu mà thật sự nếu mà hiểu đó thì mỗi lần mình thiền thở đó,
và mình hướng về mẹ rồi, chứ đâu phải đợi tới ngày mới hướng. Nếu mà ví dụ như một mình mà cái người con có hiếu thì nghĩ tới mẹ liên tục, chứ đâu phải đợi tới thứ bảy mới nghĩ hay mùng hai mùng ba gì mới nghĩ thì sao được, thấy không? Người ta không hiểu, người ta không hiểu nên người ta trong người mình nó bị sao, nó nhốn nháo trong người mình như là hồi hộp, nó chiếu xuống thì cái trượt giải trượt ra đó, nó loạn lên, nó bung ra điển, lúc mà cái điển chiếu xuống nó rung vậy đó. Cũng như mình dẫn ốc, chi dẫn ốc ở trong cái tay chân của mình dẫn ốc ở trên ấy. Chứ cái bài hát hồi nãy các bạn nghĩ như là bài hát của bạn đã đang hát, không biết cái chủ định đầu đang chen nha, nhưng mà cảm nhận của con trong người cái giò cứ dẫn ốc lên vậy đó. Đúng rồi, nó chiếu, cái đó là điển chiếu xuống đó. Điển chiếu xuống nên chị đó chị mới hát. Chị hát là nó có hồn lắm. Ta kêu hát có hồn lắm. Vậy con xin hát bài Từ Bi Nhiệm Màu mà con chép lại con đó, giờ con đọc ra thôi, con không có hát được thì chú xin tổ cho con hát. Có nhạc không? Con không có nhạc, bài Từ Bi Nhiệm Màu đó trong bài của Đức Thầy chép lại, con có chép lại để con có đọc mà, nhưng con không có hát qua lần nào. Ok, để ra cho chị kia chị hát cho, tại vì cái anh kia ảnh cái nhạc anh chuẩn bị xong rồi đó. Rồi tới ý hát nhà thử rồi ha. Hát đi. Con chưa hát nha, xin chú giúp con nha. Cứ chưa hát lần nào hả? Dạ con chưa hát, còn tại vì con đó giờ con không có đam mê chỗ hát, con không hát bài, nhưng bài này con thấy nó từ ý nghĩa của mẹ của thầy chấp lại đó. Ok, lát nữa hát đi rồi sẽ biết là nó thấm thía như thế nào. Ok, để coi Bá muốn nói chuyện gì đây. Nguyễn Bá. Sao? Quang Bá. Sao? Đó là chuyện gì muốn nói? Bấm cái mic, bấm cái rồi. Con hỏi là hôm nọ con ngồi thiền ấy. Xong rồi khi mà con đi ngủ ấy, con nằm xuống nằm giống như kiểu là chiếu mây thì mình cũng cắt lưới lên trên, nhưng mà con không có thở, con chỉ lúc đi ngủ thôi. Xong rồi con cảm giác là người nó tê tê, xong rồi có âm thanh nó cứ kêu in, xong rồi con cảm nhận là giống như kiểu mình mơ, nhưng mà không phải mơ, mình vẫn tỉnh, mình đang ở trên một cái núi mà nó có đầy cỏ màu xanh, xong rơi con cảm giác là cái tay con nó rơi như này, người cứ nhẹ, xong nó bay lên cao, lên trời, lên thì hoàn toàn là giống kiểu con đang bay lên vũ trụ ấy. Xong con bay lên một lúc con cảm nhận là khi mình đi xa quá, mình cảm giác có cái gì đấy ở trên, nhìn lên trên đỉnh đầu ấy, ở phía trên trên lúc con đang bay lên nó có cái gì nó đỏ đỏ lâu mà ở trên đấy, xong mình bay một đoạn nữa, chưa đến cái đoạn đỏ đỏ đấy, nhưng mà con cảm thấy là mình tự dưng mình muốn quay lại, thế mà con quay xuống, xong rồi khi con quay xuống tự dưng người con lại tỉnh lại, tỉnh giấc luôn. Thế là... cái đó là mình xuất vía đi đó, thở chứ mình nó có nhẹ xuất vía bay đi, đi xong rồi hồi trở lại, thấy trở lại cái xác lúc đấy là tốt luôn. Ok. Lúc đấy là mình đang đi đâu vậy ạ? Thì mình đi trên trời á, cõi trời đó. Thì thấy cõi trời đi chừng này cái kia nọ mình thấy vậy đó. Đi vậy là nhẹ tốt. Đấy là con không phải là thở chú Minh, nhưng mà con chỉ nằm xuống nơi lúc con Biết rồi. Biết rồi. Nhưng mà nhẹ mới được như vậy. Ok, vậy tốt. Ok, rồi Nguyệt tiếp tục. Cảm ơn chú nhé. Ok. Dạ, con vừa gửi lên Telegram ạ.
Anh Billy anh làm gì nữa? Con mới sửa lại cái audio thử coi thử chú. Rồi để thử coi. Dạ. Imagine there's no heaven. There's no heaven in the sky. Làm nhỏ nhỏ chứ. Lên nhỏ nhỏ chứ. Yeah. Imagine all the people living for today. Oh, imagine there's no constraints. It's reason how to do. Nothing to kill or die for, and no relation to. Imagine all the people living life in peace. You. You must say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join in the world will be as fun. Imagine no possessions. I wonder if you care. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday China, and the world will be as beautiful. Vậy được rồi, một lần nữa. Một lần nữa sao? Thôi à, một lần thôi. Một lần thôi, có hát bản khác thì hát bản khác. Hay quá. Hát nghe hay lắm, cảm động lắm. Thì nhường cho bạn, bạn ban nãy bạn muốn hát một bài hát nữa. Đúng rồi. Sao giờ kể nghe đi. Kể nghe coi trạng thái làm sao. Trạng thái là giống như cơ thể mình nó cứ bay bay ấy ạ. Nó cứ kiểu cảm giác như mình không có feel được cái cơ thể nữa, mà nó hơi tê tê, nó hơi hay hay không biết nào. Thích không? Đã có. Thì trước mỗi khi mà mình hát, mình có thể hướng tâm lên và mình xin ông tổ và xin các vị bề trên chiếu điển xuống, thì mình nó cũng là một cách giải trược, đúng không ạ? Lúc đó hát hay lắm. Tu nhẹ đó là mình liên kết được, mình hát hay lắm. Mà mình hát cái đó nó có điển giải, cho nên giúp cái người nghe đó cũng được nhẹ.
nó khác với cao sĩ thường. Cao sĩ vô vi hát xong giải trượt khỏe. Sẽ học thêm nhiều bài hát nữa để thỉnh thoảng sẽ hát okay. Cho mọi người nghe. Ok, giờ muốn ai hát, muốn tổ nào hát cũng được. Ok, coi cái anh Mãi đâu, anh muốn hát bài gì đó. Ý. Ý đâu? Con đây. Chú. Rồi hát đi. Dạ chú. Bài này nãy chú nói người mẹ đang chiếu điện thôi cũng trình hát từ bi nhiệm màu. Ơi ánh sáng nào bằng ánh sáng từ bi, gió nào đọc bằng gió dọc miền sông, trong tháng ngày miên man trong đầm, nhớ cảnh trời miền quê cũ. Hỡi nhớ cảnh miền quê cũ nhắn nhủ buồn vui, ai về quê cho tôi xin gửi lời thăm hỏi, dù bao kiếp làm người diễn xứ nhưng hồn vẫn còn thương còn nhớ một phương trời. Thấm thoát bao năm với kỷ niệm xa vời, nhớ thương mẹ nhiệm màu nhiệm chiếu đang thanh tịnh chờ con. Trời sang đông điện năng phát triển, lúa mát hương thơm cơ tiến hóa phơi bày, hoa màu đang thay đổi hợp thành hoa quả của mùa xuân. Hồn thú dệt đang băng phăng tiếng hóa, như nhớ như thương một mối tình nhiệm xứ. Mẹ ơi tình mẫu tử vẫn nắng nề tha thiết, lực vận hành cách biệt mấy phương trời. Nhớ con khờ đua trong nhiệm sấm đỏ đầy, ai săn sóc lúc trời chở gió, âm tặng độ gánh nặng hoàng quay. Dưới mái chân nghèo gió bạc mưa bay, trong lối thoát chuỗi ngày đau khổ, mỗi một mùa xuân về bên khung cửa là mỗi một lần xuôi lệ chào mi. Nhớ những khi khuya làng quê mở hội, nhộn nhịp sân đình tiếng lời kỳ đua, lăng người náo nức tranh đua khi tiếng trống từ đầu xa vọng đến. Trên những đó ha lạc liều lẽ bày đơm đấm, đang soi mình như cách hội hoa đăng. Tiếng sáo diều lơ lửng giữa không trung như khúc nhạc thanh bình đang gọn gà. Ai đã ra đi mới biết được xa xứ là lại phúc hoài mong ở chốn quê nhà. Ta ra đi cách biệt quê trời, ta đang lang thang trong gió bụi quê người, thấm thoát rồi bao kiếp người, rồi đời kích động ngược xuôi, lòng bồi hồi khi trời đang thay gió động, như báo tin sắp đến mùa xuân. Mà quê hương từ khi xa cách, như
xa cánh bao nhớ nhung chỉ có riêng mình, làm sao quên được những điều hành của cô gái dịu hiền mộc mạc, bán nước trời ban tươi mát cả tâm hồn. Ăn gạo làng hương nhớ tặng ánh trăng, đêm ngủ chiếu nhớ tình ban của đồng loại. Ôi hồn quê muôn đời bắt diệt, biết làm sao gạn ý mong chờ. Dạ con xin hết rồi. Bài hát dài dữ nhé. Ok hay. con chép lại đây con đem đây con hát nữa phải tập đờn nữa chứ, phải tập đờn nghe đờn xong vừa hát vừa hát theo bài ca karaoke mới hay. Ok. Cái có Phong Thanh Phong gì đâu rồi, không có ai biết cái tâm vô đây. Alo chú bán à? À vô đi. Sao? Ai đó? Nghe con nói không ạ? À, nói nghe nói đi. Chú. Chào cô chú và các anh chị em bạn bè. Chú, chủ đề tại hồi nãy là về phụ nữ mang thai với lại được mẹ chiếu điểm nó chú. Thì cho con hỏi là nếu mà như vậy khi mà mình sinh con cái ra thì cái vấn đề mà nuôi dạy con cái á chú, nếu mà mình nuôi dạy không tốt đó thì đó cũng, tại vì khi một đứa bé sinh ra thì đó là như một thiên thần đúng không chú? Thì đó, cái đó là đứa bé sinh ra đó là để cái hồn á học cái bài, nó học cái để cho thấy cái lỗi nó sửa trong cuộc đời, nó để nó học, nó thấy cái lỗi của nó sửa thôi à. Mà nếu mà đúng, nó không thấy không... nếu mà nó không sửa thì nó nhồi tới nhồi tôi học hoài tới khi nào nhận ra thôi. Thế cái nếu mà trong lúc mà vui chạy ta bé không tốt thì có phải lỗi mình không chú? Thì mình nuôi nó không tốt, mà nếu mình khổ thì lỗi mình đó. Nhưng mà nếu mà người mẹ mà biết tu nhẹ nhàng đó, thì tự nhiên nuôi tốt và biết cách thương, biết cách nuôi. Còn mình không có nhẹ nhàng nữa, mình không biết cách nuôi, mình ác, mình hành hạ con mình. Mình hành hạ con mình cũng như mình hành hạ một cái người nào khác vậy thôi, cũng là mình ác vậy thôi. Rồi mình không có làm gương cho tốt cho nó không biết cái tốt là cái gì, nó không biết rồi nữa nó thành người xấu. Nó thành người xấu rồi nó tạo nghiệp, rồi nó đầu thai rồi bị hành hạ tiếp tục. Cho nên mình muốn thương con mình đó, mình muốn thương con mình thì mình phải tu, mình sáng suốt mình mới nuôi nó tốt được. Dạ. Yeah. Với lại chú cho hỏi là con nó chú trước khi kết hôn hoặc là sau khi kết hôn cũng vậy luôn, còn cái tư tưởng của con là dường như là con không muốn có em bé chú. Và khi mà đến tận bây giờ thì con cũng lưỡng lự giữa sinh em bé và không muốn sinh em bé, thì cái này có phải là do con mình quyết định gì đó? Mình quyết định, nếu mà mình ví dụ mình không có muốn tạo nghiệp ra thì mình không tạo nghiệp, còn mình tâm tối mình tạo nghiệp thì mình lãnh, lo lắng khổ sở mình lãnh, mình chịu. Cái đó là cái quyền quyết định của mình, cái đó là sự sáng suốt của mình. Cuộc đời của mình là mình quyết định con đường của mình đi, chứ không có để cho người khác quyết định, là mình nghe theo, mình hại mình ráng chịu để lấy học cái bài khôn. Với lại chú ơi, cho con hỏi luôn là thời gian gần đây á chú, con tu từ năm ngoái thì thời gian gần đây á, khi mà trước khi mà con tu thời gian đầu á thì con không có bị quấy nhiễu về tâm linh,
Nhưng mà tuần trước nữa thì con dường như là con hay bị quấy nhiễu liên quan đến tâm linh một chút. Thì cái này có phải là do nghiệp của con không chú? Cũng nghiệp, nhưng mà mình tu vô vi mình giải ra hết rồi. Có mình cái hồi xưa mình ở trần gian mà không biết tu, mình không biết thanh lọc mình đó, thì mình bị nhiễm đó. Bị nhiễm vấn đề tâm linh đó, là nhiều khi mình nhạy cảm mà không là biết nó tu. Liên quan là nó, cái tâm linh này của con là nó liên quan về những người mất đó chú. Đó, là con thường xuyên gặp họ và họ nhập vào con á. Hai lần, và một lần cuối đây thì bên tay vai trái, vai phải của con nè, nó nặng nề mà nó đau nhức lắm. Nhưng mà vào đêm hôm kia thì trong giấc mơ con tình cờ, không biết anh đó là ai nhưng mà chắc là cũng về bên tu tập đó chú. Thì anh gặp con, anh khóc say, anh kêu là lại là một oán linh. Sáng dậy là cái bên tay phải của con là hoạt động bình thường, không còn bị nặng nề đâu. Thì bây giờ mình có mấy cái pháp thanh lọc giải ra, xúc ruột rồi cho sạch sẽ, niệm Phật, đừng có hướng tâm tới mấy cái chuyện đó nữa. Mình không có chấp nhận cái gì hết trơn, không có dính dấp gì hết trơn, mình lo tu. Mình không có cho phép ai mà nhập vô hết trơn, mình không có cái ý gì hết trơn. Còn mình có cái tình cảm, có nhiều người có tình cảm rồi nghĩ tới hoài này cái nọ, nó bám vô mình, cái chuyện đó tại mình. Có nhiều người chị em mất rồi thương nhớ, ngồi thương nhớ rồi cái nó nhập vô luôn à. Còn chú, cái vấn đề nhập á không phải là con cho người ta nhập mà con nhìn thấy con bị nhập, chứ không phải là con cho người ta nhập chú. Lúc đó cái gương mặt của con nó dữ lắm, dữ dằn lắm. Và con nhìn thấy người thân của con sợ hãi đau khổ á, là con muốn trở lại bình thường, con muốn liên lạc với chú bá với lại chị mẫu á. Nhưng mà mỗi lần con muốn liên hệ với chú với chị mẫu để cách giải quyết thì con đều bị ngăn cản. Ngăn cản gì, không có ai ngăn cản mình được hết trơn. Mình quyết định, không có ai ngăn cản gì hết trơn. Nhưng mà bây giờ có pháp chú bá chị, có pháp rồi, giờ có bao nhiêu đó mình thanh lập cho mình là hết là không có sao hết. Với lại chú con hỏi là trong tuần này chú con chịu khó làm những các phương pháp mà chú dạy á, xúc vật rồi hành pháp đầy đủ á, thì sau mỗi lần mà con làm tất cả các bước thì người con nhẹ nhõm. Với lại nhưng mà cái mắt của con khi mà con làm thân sập tất cả mọi thứ rồi, khi mà con mở ra thì mắt con á, con nhìn thấy cái gì xung quanh con nó cũng giống như đang ở trên mây á chú. Sao chú? Là tất cả mọi thứ con nhìn thấy nó đều là giống như là một tấm mỏng mà che cái đôi mắt con, nó kiểu như nhìn thấy đám mây á chú. Nên chính cho nó cho thấy rõ ràng là nhẹ tốt, nên mà hồi xưa không có tu nên bị nhiễm, bây giờ lưu hết. Phải trì trí tu, không có sao đó. Giờ mình hiểu rồi. Con mức độ cận của con á, con cảm giác như là bây giờ ví dụ như sau khi mà con làm những cái biện pháp đó thì mắt con nó dường như nó hơi sáng một xíu. Thỉnh thoảng con vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ, nhưng mà thỉnh thoảng con vẫn phải mang kiếm thôi. Nhưng mà đôi khi con ban ngày con nhìn rõ nhiều hơn là ngày xưa. Đúng rồi. Khi mà mình bị trượt, con mắt mình nó yếu, cái nó mờ, bị cận thị. Còn nếu mà mình thiền thở thanh nhẹ, nó chữa lại cũng thấy rõ, dễ chịu. Con hy vọng nếu mà cái này chắc là có thể chỉ tận thị sao.
vì con cảm giác như là cái mức độ con nhìn rõ hơn nó có thể tăng hơn một xíu. Sâu đi. Ok. Sao Hela? Con chào chú. Hela muốn hát gì nữa? Không, con thì không muốn hát đâu chú ơi. Con không đủ tự tin để hát. Không thật không tự tin hát mà nó biết chứ. Không biết hát mà hát được mới hay. Ôi chú ạ, để hôm khác. nãy chú báo thấy cái anh kia hát rồi, ngồi nghe là nhắm mắt nè, thưởng thức cái anh kia hát cái lương. Lúc đầu thì lúc mới ngồi thì thấy mấy người hát cũng thấy bình thường thôi, nhưng mà tự nhiên đến cái đoạn đấy thì tự nhiên mình cảm thấy có cái gì nó chạy qua người mình ấy, thì tự nhiên không mở mắt lên được ấy, phải nhắm mắt. Lúc đấy con nghĩ chắc chú chiếu điện đó. À, đang thưởng thức. Thế mới biết được thưởng thức là như nào. Bình thường chỉ nghe chơi chơi thôi. Nguyệt nãy chỉ hát đó là điểm chiếu xuống tốt lắm, hay lắm. John Lennon hát. Ok. Dũng Kiều có đây không? Không có. Có chú ạ. Đâu rồi? Chào đây chú ạ. Thì rồi Dũng Kiều muốn biết Phật Di Lặc sao hả? Dạ. Chú nói lại chú bảo cháu nghe rõ. Nói Dũng Kiều thì rồi nó muốn biết Phật Di Lặc như thế nào? Vâng. Xong rồi đêm hôm ấy cháu nằm mơ thấy có người đến nói chuyện với mình chú bá. Người ta bảo là đây có gì muốn nói gì nói đi. Nhưng mà mới đầu cháu thấy người ta mặc họ rất là đẹp. Nhưng mà kiểu cái ý mình nó còn trước ấy, có lúc sau mình lại thấy mặt họ xấu. Cái tôi không nói nữa là họ cũng cười họ bỏ đi. Alo. Chào. Ai đó? Cháu đâu, con đang bảo em Dũng trải nghiệm Phật Di Lặc chiếu đi, tại vì chú mới nói con thấy điển chiếu mạnh lắm. Hay. Kiều Dũng mở hình lên đi chứ. Đây, cháu đang rửa tay như này. Nãy có mẫu cảm thấy không? Dạ có chú ạ, cột điển nó lớn, nó rộng hơn hẳn lúc mà chú nhắc lên Phật Di Lặc á. Dạ. Ông đứng nãy giờ mà không biết. Hai Dũng. Dạ. Nói ông nó Phật Di Lặc đứng đây nãy giờ mà không biết. Vâng, nhưng mà kiểu cháu được giải trượt hay sao ấy thế anh. Thành ra kiểu bộ mấy đứa lục căn lục trần nó người đang sợ quá. Sợ không? Có.
Ngó kiểu hồi hộp ấy. Kiểu chúng nó kiểu bị sợ. Đâu có gì đâu sợ. Vâng. Cái, cho nên mình gặp cái Phật á, là cái tà nó sợ lắm. Vâng. Nó tự nhiên à. Vâng. Nó tự nhiên à. Vâng. Chứ Phật nhiều chuyện. Chứ Phật đâu có làm gì đâu, đâu có đánh đập, đâu có hù dọ gì đâu. Mà tự nhiên gặp cái uy nghi của Phật đó, tự nhiên thấy tà sợ. Vâng, hôm nay chồng thấy chồng trong người nó nhiều trưởng. Sao hay la cảm nhận gì không? Dạ, lúc đó con có cảm nhận là thấy cảm động á, xong rồi đến lúc chú nói Phật Di Đà tự nhiên thấy buồn cười ấy. À, nói sao? Có lúc đó tự nhiên thấy rất là buồn cười. Thấy nó vui vui á. Dạ. Không phải hôm nay kể cả lúc mà mới bắt đầu buổi họp phát tự nhiên thấy chú lên phát là thấy buồn cười ấy. Điện đang chiếu này. Chú con thấy từ đầu cuộc họp giờ bây giờ điện mới là mạnh chiếu mạnh nhất đó chú. Vâng. Bà Dũng muốn biết Phật Di Lặc là ra sao, ra như thế nào. Đâu tưởng như Phật Di Lặc có bụng bự đâu có. Ủa chú vậy sao quá hả, các bác tạc hình Phật Di Lặc kỳ quá vậy. Mấy ông muốn chế kiểu gì mà ông chế, mấy ông khắc tượng. Mấy ông khắc tượng rồi mình coi hình đó riết mình tưởng ông Phật Di Lặc giống vậy. Đâu có. Phật Di Lặc là cái tinh thần thoải mái, thông thương, vui vẻ. Cái trạng thái nó vậy đó. Khi mà có Phật Di Lặc mình vui, nhẹ nhàng. Cho nên mình tu mà phải dựa vô mấy cái hình vẽ lúc trước tới giờ vậy, mình coi mình tưởng sai ra nè, đừng có tin cái gì hết trơn á, không có biết cái gì hết trơn á, bỏ hết đi. Tu mà dựa vô mấy cái hình vẽ này cái nọ sao trúng được. Sai. Mà mình bỏ không được đó, mình tu không có tiếng đâu. Rồi mấy cái người không hiểu rồi đem ra cái tượng cho mình lại nữa là mấy người nó có tội á. Đã chính mình không biết còn làm cái tượng cái hình ra rồi chỉ người ta đây là ông Phật này Phật kia sao đúng được. Sai lầm. Coi có chị kia cười hoài. Mấy mấy có sao mà con nãy giờ cảm nhận sao không được khóc hay được cười. Mà không thấy có làm gì nên mà tự nhiên muốn nó vui vui nó muốn cười. Vậy nó mới đặc biệt chứ. Đâu cần làm hả? Chú bá điền Phật Di Lặc là điền từ bi yêu thương hả chú bá? Thật sự là Phật là điển từ bi yêu thương. Với con cảm giác cũng dài trượt ở đấy phổi ra nhiều lắm. Đấy phổi. Có thầy cảm giác thầy về nó vui vẻ.
rồi nó chống lên xoáy điện xoáy con xoáy rất mạnh luôn, xoáy mà cái con mắt thương được luôn ạ. Hơi đang chiếu này. đang chiếu mà mình soi sáng cho mình nhẹ may mắn lắm rồi. Chứ không phải tầm thường đâu. Ủa chú, vậy là mấy lần mà con ở đây thiền là vui cười hoài, là cái điển này nè chú, điển vui mà vui có khi cười một mình cả tuần. À, đúng rồi. Chú Ba, hình như là Phật Di Lặc đang ở trong chùa Bà luôn phải không chú Ba? Ở Di Lặc là mình vui đó, nãy giờ ai cảm nhận thấy vui vui là Phật Di Lặc, có điểm Phật Di Lặc. Ai tu nhẹ đó là có trời có Phật, chứ không có nhất thiết vô một cái xác nào hết trơn. Cũng như cái truyền hình vậy đó, cái truyền hình đó bây giờ ví dụ như truyền hình nào mở đài lên hát cũng được hết trơn, nhưng mà cái truyền hình tốt thì thấy rõ, còn truyền hình không tốt thì thấy nó mờ, âm thanh nó yếu. Chứ còn cái chấn động thì nó chung à, nó chấn động ở trong không gian này nó có, ví dụ như cái đài số 4 thì nó hát hết, tất cả những truyền hình nào nó hát cũng được, không phải nó vô chỉ có một cái truyền hình của nhà của người nào hát thôi, không phải vậy, nó hát hết à. Nếu mà cái truyền hình nó hoạt động đúng. Còn bây giờ cái truyền hình nguyên cái làng nó hư hết thì có một cái nhà nó có cái truyền hình nó chạy, nó hát được, cái người ta nói ô cái ông này là ông giỏi nhất, tại vì ông có cái truyền hình ông hát được. Còn tôi không phải truyền hình tôi không có hát được, tại vì cái truyền hình của mình nó hư, chứ không phải không hát được, nó hư, nó hát không được. Trước cái lúc ban đầu mua truyền hình ai mua cũng tốt hết trơn á, người thì nó giữ kỹ nó xài lâu, còn thằng không giữ kỹ thì nó hư nó hát không được. Là cái mình tưởng là mình không có cái truyền hình để coi, cho nên mình tu mình phải hiểu cái chuyện như vậy, chứ không phải có ông đó là ông Phật đâu. Ông Phật là tại vì cái máy của ông tốt, còn mình không phải ông Phật là tại máy mình hư. Rồi khi mình sửa cái máy mình tốt và mình cũng giống ông Phật, có gì đâu. Tối ngày mình không lo sửa máy mình, tối ngày đi qua khen cái máy của ông hàng xóm không à. Máy ông giỏi quá, cái máy ông tốt quá, này kia nọ, không lo sửa máy mình. Nhưng chỉ có ông là ông tài giỏi nhất là ông mới có, còn tôi không sửa không có. Bao nhiêu đó cái khái niệm bao nhiêu đó là sai rồi. Thấy không? So are you happy, Anjali? So I was thinking that you know that we go around complimenting Buddha's machine and we don't give importance to this machine. The moment we started about this talking about loving Buddha, something opened up and I started laughing. My inner body is so warm. Mm. And so loved. Yes. Chị ấy thấy buồn cười quá, giống như chú nói đúng là mình không chịu đi tu cho mình mà mình cứ đi khen cái máy của ông Phật đấy, xong rồi khi mà nói đến cái đoạn mà có Phật Di Đà đấy thì chị, tự nhiên có cái gì trong chị ấy, nó vỡ tan ra và chị ấy thấy rất là buồn cười và thấy rất là ấm mà nhiều cái tình thương á, tình yêu á. Phật Di Lặc. Can I sing a song? Yes, go ahead.
Thank you. How do you want to sing? What song? It is a song by a person called Ramdas. So he was a poet and he is a spiritual person. So he has come to realization that he has all these negative energies inside him. And once he release fully, he can truly feel the God. So yes. Praying to the God to please help me to release. Okay. All. Okay. Go ahead. Yeah, it's very good. Thank so do you have the music? No, Chuba. I just okay. felt like singing it. Okay. So. Okay. Okay. That's good. ये तीरुकनन्नु दयचूचेदेवो इनवं शोतमरामा ये तीरुकनन्नु दयचूचेदेवो Inavam shotamarama natarama bhava sakaramedalo nalinadale kshanarama Shri Raghunandana Sitaramana పోషక రామా శ్రీ రఘునందన సీతారమణ శ్రీతజన పోషక రామా కారుణ్యాలయ భక్త వరదనిను తన్నడి తానుపురామా క్రూర కర్మములు నిరక చేసితి నేరములేంచకురామా దారిద్ర్యము పరిహారము చెయ్యవే దైవ శిఖామణి రామ వాసవానుత రామదాస పోషక వందనమయోద్య రామ దాసార్చిత మాక భయము సంగవే దాశరథీరకురామ రామ 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 Very good. It's very good. Hay quá. Nghe mà. Oh, it was so good, Chuba. Nghe mà thưởng thức nhẹ nhàng. Thấy ấm cúng. Hay quá. Có ai muốn hát gì nữa không? Bữa này hát quốc tế luôn, có ai hát từ nãy tiếng Anh rồi tiếng Ấn Độ rồi tiếng Việt Nam rồi tới giờ đi tiếng gì nữa, Hàn Quốc, có ai muốn biết Hàn Quốc có hát không? Vui quá, bữa nay vui quá.
Sao có ai thắc mắc gì nữa? So Manjot, do you want to sing? No. Not good singing. Okay. Ai muốn hát gì hát à? Ngọc muốn hát gì không? Thiên Ngọc. Okay, có ai nhà muốn hỏi gì đây? Mày mày. À. Con đang ngồi con giữa vô giường, con nhắm mắt mà con thấy con bị nhào nhào xuống giường. Rồi bị cái gì không á? Không có bị gì toàn cái gì nó muốn nó nhẹ quá, điện rất nhẹ nó muốn bung ra nhưng không có bị gì nè. Con đang ngồi con giữa vô giường. Ừ, con thấy đấy, con thấy con xuống, con nhớ rồi. Cho nó nhào ra luôn, cái ví nó cái ví nó muốn dần ra, nhào ra cho biết, ráng tu đi rồi xuất ra rồi sẽ thấy nhàn làm có người khác. Con đang ngồi mê mê nó nhào ra con thấy ngủ mới. Ok, thôi hết giờ chưa? Hết giờ rồi. Ok, trước khi đi Nguyệt hát bản nãy lại đi Nguyệt. Billy để nhạc hát cho Nguyệt hát bản lại rồi mình chấm dứt đi. Dạ. Dạ chú. Có ai dịch cái lời nhạc Imagine thì cho người ta hiểu không? Bây giờ trước khi hát Nguyệt dịch cái lời của bà này cho người ta biết ta hiểu. Cái bài hát này nói về một cái sự công bằng, không có sự phân biệt, cho dù là địa ngục hay là thiên đàng, cho dù là các đất nước khác nhau hay là các tôn giáo, tất cả đều chỉ là một, không có một cái sự possessions, không có sự chiếm đoạt, không có sự tham lam và hunger, không có sự đòi hỏi kiểu như là đói khát, không có bị khổ nạn này kia nọ. Cái đó là một cái bài này là cái bài gọi là cái tựa nó là mong muốn tưởng tượng, muốn tưởng tượng một cái lý tưởng. Và một lý tưởng về một cuộc sống tất cả chỉ là một thôi và không có một sự phân biệt nào hết. Cái đó là cái lý tưởng đó. Cho nên bây giờ mình tu ở đây đó là mình thực hiện hòa lý kêu tưởng. Là quy nhất, hòa một và thành một. Không có chiến tranh ở bên trong nữa, không có chiến tranh, không có chống đối ở trên bên trong của mình đó, bây giờ mình tu đó là được thực hiện cái lý tưởng đó được, chứ còn nếu mình thực hiện cái lý tưởng chung ở bên ngoài khó. Ok, để nhạc hát xong rồi mình bye bye luôn ha. Hát chờ chút, mạng yếu chút. Imagine there is no heaven, sweet to me, each one.
lâu above the blue sky. Imagine all the people leaving for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion to. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world will be as one. National possessions. I wonder if you care. No need for greed or hunger. Brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us. Okay, very good. Okay, bye bye. You bye to bye bye. Bye bye. Bye chú, bye cả nhà. Con chào chú, con chào mọi người. Con chào chú bé, con chào mọi người ạ. Ok, bye bye. Chào.